Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa chủ trì hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2020 của Đảng ủy Quân sự tỉnh. Dự hội nghị có Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu quân sự quốc phòng địa phương. Nổi bật là công tác phòng chống dịch COVID-19, tham gia diễn tập CH-20 cùng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Quân chủng Hải quân đạt kết quả tốt. Công tác huấn luyện chiến sĩ mới được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, bảo đảm an toàn. 100% cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Nội bộ đoàn kết thống nhất cao, dân chủ được mở rộng, công tác dân vận, chính sách có sự đổi mới sáng tạo, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Những tháng còn lại trong năm 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung thực hiện đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động trong lãnh đạo chỉ huy đơn vị, phát huy vai trò Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, chuẩn bị tốt các mặt cho công tác tuyển quân năm 2021. Đồng thời, chủ động kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo, huy động lực lượng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và ứng phó kịp thời, có hiệu quả trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.